Tắt bếp tắt được đâu nó không có gì được được đâu trường ạ. Ai da nhiều nước vào nó mới ngon. Đùa đấy. Hello anh em nhá. Hello. Hôm nay anh em mình mở cuộc thi ăn mì anh em ạ. Ai ăn trước thì được sẽ được một phần thưởng. Thì đây phần thưởng của anh em mình đây. Đây là 2 phong bì, 1 phong bì với 1 phong bì 1.000, 1 phong bì 50.000. Anh em nào ăn xong mà chọn mà trúng thì lấy. Đấy nhá. Đây là sản phẩm của anh em mình. Mời anh em nhá. Mời anh em, mời tất cả anh em, mời anh ăn nhá. Bắt đầu rồi đấy. Em sẽ giành được phần thưởng này. Thôi, nào, 1, 2, 3. Bắt đầu rồi. Ngọt hơn. Các cậu ấy ăn cũng ngon hơn nhỉ. Nó bị đau bao nhiêu. Nhẹ anh em ạ. Các cảm ơn anh nhá. Nhanh quá nhỉ. Ngon quá. Em lấy tiền nữa. Mày nghiêm quá. Nghe nhỉ. Phát rồi. Nó thấy mặt mà không thắng được. Cái có phải liếm không anh ạ? Được không? Được. Em hết đấy. Được. Anh thắng hay anh thắng? Anh còn một tí. Em thua à? Được quá. Em thắng nha. Nhưng mà bây giờ cái này thì bây giờ mình bốc thăm chưa? Đúng rồi. May thì cứ thế thôi. Cái này kiểu như là may sủi thôi anh em. Nó bị đây đây em nhìn vào. Có phần thưởng đàng hoàng ấy anh em ạ. 50 đô nữa. 100 đô. Các mấy cái này. Đấy cái này gì? Kìa. Chưa hỏi tao mềm lắm. Gì đây? Polymer à? Đây là polymer nhá. Polymer anh em ạ. 50.000. Ôi, thế thì cái này 1.000 thôi. Thôi, đúng rồi, mà thua mất tiền rồi. Thắng thì đâu phải được chứ. Đèn quá. Ăn nó thua. Đó, thế là có tiền rồi. Được rồi đấy. Không tí gì. Mất. Không lấy nữa các bạn. Một nghìn vứt. Không lấy nữa. Không thua. Không lấy cho em. Lấy 50.000 thì cứ lấy thì lắm thế. Có lẽ là video của anh em mình kết thúc tại đây. Thế là anh em ạ. Anh em nếu mà thấy hay đăng ký kênh ủng hộ nhá. Cho một lượt chia sẻ nữa. Cho anh em mình có động lực. Bye bye nhá.